Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì trời màu nắng, màu mây nó đẹp hơn chút. Nguyên ngày hôm qua mưa á mọi người, cho nên mình cũng không quay video. Tại vì mưa cái nhà sàn mình nó bị dột. Rồi mình không có quay cái video để mình nấu ăn này nọ. Thì hôm nay nó hơi vẫn còn một chuyển mưa, nhưng mà hôm nay là nắng rồi mọi người. Giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện tiếp vào ngày tối ngày hôm qua. Là cái video vừa rồi mọi người xem là mình mới bắt được con cá nó leo lên bờ đúng không? Cái tối lại là mình đi lấy đèn mình gọi. Là cho mọi người xem này. Mình chỗ hai cây ớt cái bụi cao đắng nè. Hôm nay thì nó mọc lên lại rồi. Chứ ngày sáng ngày hôm qua là mình quặng này nó chập lép luôn. Buổi tối hôm qua là nước lên tới đây nè mọi người. Chỗ này nè, nước nó cao lắm. Thì con cá lóc á nó lên đây nó nằm ngay chỗ này. Mình ra mình gọi mình thấy. Mình lấy cái gỗ mình chụp mình kéo lên tới đây rồi. Cái mình muốn quay cho mọi người xem mình bắt cho nó chân thật một xíu á, cho mọi người xem cho vui. Cái mẹ mình mới chạy vô lấy cái điện thoại ra để quay. Nhưng mà ngay cái chỗ đây này nè mọi người, ngay cái ô kiến lửa nè, người thấy không, cái lửa nhóc luôn nè, nó cắn mình. Cái đứng vậy mình phủi nó ngứa quá, cái này phủi nó. Mẹ mình vừa ra tới lóc xuống đây rồi đi bắt tiêu mẹ mình kiểu như thấy cái giật mình á, giục cái đèn xuống luôn, làm tôi thui luôn, không biết đường bắt đó. Câu chuyện bắt cá thiệt là lãng xẹt. Cho mọi người xem bên đây, trời mưa nước cao quá. Các bạn phải tấn ở đây nè, cho cá đừng qua bên đây mà. Bữa đó cũng có con cá nó chạy qua đây nè, nó lóc từ đây lóc qua, lóc xuống đó luôn. Trời mưa bữa tối hôm đó là nó nước lên tới đây luôn nè mọi người. Bây giờ mọi người thấy nó gục, nó giật đúng không? Nó lóc lên đây nè, mình thấy con này đây nữa. Con bự lắm, con bự hơn con mà mình bắt nhiều. Nhưng mà con đó thì mình thấy nó cái màu nó hơi kiểu như cà phê sữa, xám xám. Hôm nay được con cá thì mình ra mình hái mấy cái này nè, cần nước với vài con bông súng vô mình nấu canh chua mình ăn. Nước nó giòn cái ha, nước mình trồng ở dưới nước này nó mới giòn, nó mới mềm. Chứ mà trồng trên mặt nó dai. Cái gà này dài ghê, không biết có con nào. Cái con này nó tròn do chút xíu, con này tròn. Con này trắng tươi như trứng vịt. Mình được 13 gà mái, 6 gà trống. Con này là tàu nè, con này là con mà mình ấp nó nở ở nhà nè. Của con gà này, còn con gà trống là con gà nồi. Hai con lai với nhau.
Cái lúc nào có trứng vậy mà? Cái con đó. Con này hả? Vậy là không phải con đẻ rồi. Con này là con đực, chứ không phải con cái đâu. Nó dài nè, con đực. Trời, buổi tối đó mình thấy hai con luôn đó mọi người. Là con nó con cái đó. Bự hơn con này nữa. Con bự hơn con này đó, màu xám xám. Còn con mà mình bắt hụt đó là con màu đen. Đen thui mà nhỏ hơn con này, con bắt hụt nhỏ hơn con này. À. Nhắc lại mà còn tức nữa. Bởi vậy, không chịu đè. Kiến nó cắn. Kiến cắn. Sao? Đây, ếch, ếch này mình mua mọi người. 25 ngàn, ếch đực. 250 gram, quên nó 25 gram. Giờ cái con ếch thì kho khô xả. Là chỗ cào móng của bé bà nè. Cái xịa nó cào dưới banh cái xịa luôn này. Trước mình có mua cái đầu cào cho nó, nhưng mà nó cào dưới banh cái này kìa. Không có mua nữa. Chuyển qua cho nó cào bằng cái này luôn. Nè mọi người thấy cái xịa mà nó cào vậy nè. Banh vậy nè. Cạo qua con cạp nữa. Vật phạm vi hoạt động con gấu là ngoài đây nè. Tại gấu thì nó đi ngoài đất nhiều, nó dậm dơ nó. Đứng đại ra giỡn chứ không vô. Cái hũ đậu phộng hôm bữa mình gan á mọi người, lo nói chuyện, lo nhiều chuyện vài chuyện nói cái mình gan sao nó đen thui, cải đường ra anh giấu luôn, không có phe, nhưng mà ăn nó vẫn giòn á mọi người, giòn gụm. Mà cái cách mà hôm nay là ngày thứ hai à, tại vì ngày hôm qua mình không đăng video là hôm nay là ngày thứ hai. Vẫn giòn được như đây nè mọi người. Như đây mình ăn sáng ngày hôm nay, còn cái này là bé ăn sáng ngày mai. Sáng ăn ếch, ếch 25 ngàn. Mấy cây chuối mà xinh với chị Chính á, vậy đó là một con mà mấy con gà nó, mấy con gà nó làm hết trơn rồi. Để mai phanh dùng lại cho mấy cây chuối nó bự bự lên. Vậy là cái gì lấy lưới bông nó lại. Đâu có, mẹ cắt ngang ngay khúc đó là nó đâu ra nữa. Ngay chỗ khúc mới đó. Cái vượt ngục. Cái nhân cục nhưng mà không thành công. cái đực hả mẹ? Cái đực. Vậy rồi còn con cá mới lớn vậy mà nó có trứng hả vậy? Ừ. Sung thì chứ. Cá này mình bắt ở ngoài bên đây nè mọi người. Cái đường nước có chút xíu à. Lúc là mưa là mai mốt nhớ nha, mưa lớn là vậy đó. Mưa lớn thiệt lớn là đi ra canh mới được. Còn dưới là mấy con? Hai con. Trước mắt thấy hai con đó, hai con mình xảy. Không nhiều, nhiều lắm. Chứ còn cá chê nữa nha. Cá chê thì hở lóc nó tiêu. Bên đó cái lưới B40 nó lỗ nó bự, dưới chân nó mục á mọi người. Chứ thôi nó đâu có đi được. Cái hàng rào nó cũng lâu rồi. Hôm nay trời nắng mà mây cũng đẹp ha. Mọi người có thấy cây mận mà có cây gừa trên đó không? Cây gừa nó mọc trên thân cây mận luôn á. Nuôi chó nó dưới nhà mà nó mừng không à? Mừng khách. Chưa ăn cơm hả? Chưa. Tôi lặt vậy đó, tôi ăn mà. Dần sần nước rồi kìa. Nó còn chưa cần hả?
Bây giờ thấy chưa? Thấy hàm không? Bắt không kìa, mình lôi vô. Vậy đó. Trời nắng thì còn đỡ. Hốt về lặt để mình ăn. Hồi sớm mới coi clip ở trên mạng chó nóng sủa vậy chừng á, chạy ra hơi hồi không có phục chừng chạy đi. Chó không sủa là chó cắn đó. Đi vô không có sủa tiếng nào vậy, chạy ra hửi hửi chừng đó có phục rồi chạy đi. Còn này ai mà yếu yếu sợ tưởng là đấy. Trời ơi, sợ. À đi vô sợ chết rồi biểu la là. Gấu đi vô nè. Ừ, nói nó nghe trời, đi vô. Đó, gắn kìa. Nhấc vô ra hết đi rồi để gao vô. Anh sợ nghi ngốc mà. Miếng cá mình lớn vậy cũng biết có trứng nữa. Sung sớm. Bởi vì bữa đó chú Tư nói cá lớn vậy đâu đẻ được đâu. Con cá, hai con cá. Con bà gần bận tô mọi người. Là bự con nhỏ. Để con súng vô. Dao này nó dai cho nên mình sẽ tắt niêm niếm đầy đủ, mình tắt lửa rồi mình sẽ để nó xuống cái là xong. Chứ mình nấu một chút là nó dai ngắt, nó cần nước á. Đông súng mình để vô cái nấu cái thằng mình chuyển màu xanh nè. Mấy cái cải mình mới gieo á mọi người, gieo lên nó là khoảng chừng được 2 lá mầm. Mưa 2 ngày liên tục, lúng đất lúng đầu. Ủa, bộ con nhổ hay vậy? Nhổ chân này. Để con ấy lại. Gieo lại, mai mốt ấy lấy lá dừa đậy lại. Chứ để nó cũng không có nhiều chân để mất công. Nhổ gieo lại. Đâu xui xui qua. Mấy cải này chứ mưa mà nhiều quá nó cũng không được. Nó thối. Nhất là mấy xà lách đồ đó. Lấy vô. Trời ơi, lặt gì đâu mà có cộng dài ương luôn. Tắt lửa. Ăn cơm đó mọi người. Mấy mùa dịch này là mình làm những món à. Không có cầu kỳ. Món cầu kỳ cũng có. Mẹ biết sao mà mẹ không sợ dịch không? Dạ. Đừng đọc báo, đừng lên coi mạng gì chứ. Ở trong nhà đóng cửa thí đó. Là khỏi lo âu gì nữa chứ. Chứ giờ lên mạng đọc báo đọc là thấy tùm lum chân. Ở trên Sài Gòn á mà chết nổi mà không lo thiêu không kịp mà phải đọc lại á. Rồi cơm xong rồi cả nhà dùng cơm nha. Ủa? Đôi đũa mẹ. Gà chiến trường không có kiếm. Không có kiếm. Chảy nước miếng. Giữa dịch như thế này mà có tô canh chua, cá lóc đồng nữa. Rớt ở kìa mẹ. Đâu? Nãy mới lấy cái dĩa. Trời ơi, ăn cá lóc mà nãy là lấy cái dĩa đi lấy cái này. Bởi vậy tính toán gì hết trơn. Bởi vậy mà thiệt chứ. Bởi vậy ăn cơm thôi mọi người ơi. Quá trời ngọt ngay luôn. Mày bỏ đường nhiều ngọt không? Có con cá nó ngọt á. Không, gà dĩ giác con mày ăn sao rồi đó. Nấu kho thịt ngọt ngay luôn. Trời ơi, ăn sao vậy trời? Còn chan vô con ăn không được luôn á.
mẹ mỗi khi con kho ngọt mẹ ăn không được. Đã kho nước dừa mẹ đảm mẹ để cho 8 muỗng đường nghe nó hay vậy. Không, muỗng gửi à. Trời ơi, nhiêu đó mà muỗng gửi. Cái muỗng của mình đó cái đâu có bự. Mẹ mà ăn còn ngay luôn á. Mẹ hôm qua mẹ kho hồng vịt mà chan nước nó vô mà còn ăn còn ngay vị ngọt luôn á. Sao mẹ ăn đâu có gì đâu tin. Ăn mốc tiểu đường nha. Mấy cái ao này nè, mọi người mà muốn nuôi cá gô, cá lóc, cá chê là mình phải tấn cao cái hoặc là mình làm cái bờ cao lên, không cho mà mưa mà nó cái đường nước nó chảy hoặc là sấp lên trên mặt đó. Cá đi chưa? Cá gì cũng đi chứ, con cá giò cũng đi được hả? Nhất là cá gô, cá chê á, cá lóc hoặc ba con. Cá chặt luôn. Cá chặt rồi nào nước mà thì nó vừa tấp nước là nó chảy theo á. Còn mà cái đường nước cao cao như của mình là mấy cá kia nó mới đi thôi. Nó mới vượt thôi. Bữa đó nước nó cũng thích thiết mà. Mọi người thường thường nghe nói là gặp chim sa cá lặn là xui đúng không? Còn mình là gặp hai lần cái luôn. Hồi nhỏ xíu đang đi chơi ngoài đó. Con chim cu á tự trên bay về sắn tàu dừa sắn bạch xuống rớt ngay trên mặt mà chưa chết còn đi được. Bắt vô nấu cháo ba người con chim cu đâu mới lớn vậy tầm tay vậy. Giá như mẹ không nhớ được. Mẹ kêu như thả mà. Chim nó chết thả gì? Nhờ bà biên tao bắn. Nó thuốc bị ăn thuốc chứ bắn đâu. Vậy giờ mẹ cũng không nhớ luôn. Ngỡ. Hay vậy. Đỏ chim sa là nó trước mẹ nó chết chứ. Mà nó chưa chết, nó ăn thuốc hay vậy. Ba thịt đứng ăn đứng ngầm. Bắt vô nấu cháo. Ba người. Lúc đó là cái thời gian mà gì ăn cái chạch dừa á mọi người là không có tiền ăn á, không có đồ ăn á. Còn cá lặn là sau đó thì khoảng là cá lị chứ, chính xác cá lị đang đi trước mặt vậy nè. Cá lóc cũng đâu cũng bé lớn nha, ở dưới mương bóng chú gích cái mặt bắt vô nó chạm nó canh ăn luôn hồi nào. Thế còn có gì còn cha nhà chứ mẹ không có nhà. Đó cái mương ở sau mương ở sau mà chuồng heo mà một nó có cái đường đi mà ngăn hai cái mương có chút xíu đó. Bên đây nè. Đây chứ sao ngay chỗ gốc mận ngay chỗ mộ nội ngay chỗ gốc mận đó. Cách hai mương nó có một cái đường chút xíu ngang đó. Chắc không nhớ. Nhớ rồi nhớ. Còn chút xíu còn nhớ mà không nhớ. Nhớ. Nhớ làm sao? Mương nặng mương chỗ mộ ông nội á rồi cái đường vừa qua như giáp kinh với chú Tư à. Kinh đấu 7. Cái mương chuồng heo. Ừ. Cái mương em đây là cái mương chỗ chuồng heo luôn. Ừ. Nó có một cái đường ngang khoảng chừng tầm nửa thước à. Bước chân qua là tới rồi nhưng mà đắp lại à bỏ rồi ngay đây nằm luôn này quanh kia bởi vậy đó. Cá nó phóng lên kiểu chơi ăn cá lóc cá bự hơn cái này nữa chạy ra bắt đem cho nó mình chua ăn luôn. Lúc đó đang nấu cơm ôi chào đang nấu cơm trong nhà thì lúc đó ăn gì á khâu quẹt cái gì rồi nó nồi chua ăn luôn. Đang nói là gặp cái gì chim sa cá lị là xui không mấy em mần hoài ngọc ngóc nổi lắm. Ổng gầy không làm được gì chứ hả?
không làm vườn được mà hư rau nữa chứ. Mưa hôm nào không thấy, mọi người thấy ở dưới không, hôm nào thấy bự 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 mà mưa liên tục luôn, nó dột quá. Cho nên ngày hôm qua mưa nè, mình đâu có làm được, mưa từ sáng tới chiều, đâu ngồi đây ăn cơm được, đâu nấu ăn đây được. Nên ngày hôm qua mình không có quay video. Với phần hôm qua cũng ăn học dịch mà đi ra ngoài cũng không được, cho nó không, mình thấy không có gì cho nên mình không có quay để chia sẻ với mọi người. Mưa kiểu vậy cây nào sống nổi mọi người. Cái ô này mình gieo cải lên á, mà mưa bữa hôm đó, hôm qua nó mưa giống vậy đó, là nước ngập vậy đó, cải thúi trơn. Mình phải nhổ lên mình tới đất lại. Còn bên đây mình trồng ba cái củ cải đỏ, nó cũng ngập luôn. Còn bên kia là củ cải trắng đó, cái là đang lên đó mọi người, vậy luôn. Bên kia ra muống, còn đằng kia là hẹ, mưa vậy đó. Có những cơn mưa thì lớn có lớn, nhưng mà như một ngày thì nó không có ngập gì đâu mọi người, nhưng mà cứ mưa liên tục 3-4 ngày là nó sẽ bị vậy luôn, tại vì nước nó không có tắm nước kịp. Chứ cái đất của mình bên đây nó cũng cao, mình làm cho nó cao nó chảy xuống mà thôi luôn. Xin chào mọi người, mình là Tính. Nếu thấy thích video này á, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.